OK, em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Clip hôm nay thì em giới thiệu với anh em mình là ba cái con loa sub của Mỹ nha anh em nha. Ba con loa sub mark 25 nha anh em. Dòng này thì anh em mình sử dụng karaoke và nghe nhạc thì chắc chắn rất là tuyệt vời. Ha. Thì con này mặt tiền của nó là mặt trắng nha anh em nha. Mặt trắng cho nên là anh em mình nhìn nó rất là đẹp và nhìn nó rất là đẹp và sang anh em ạ. À. Đây đây là mặt uh, loa ở phía trước này nha anh em nha đó, mấy cái này là nó còn những cái vết bụi em chưa có lau nè nha nó hàng về nó rất là đẹp rồi anh em và đây là cái lỗ hơi nha lỗ hơi rất là to được nằm ở mặt trước luôn ha và cái bát thì cũng được uh, đưa ra mặt trước luôn rất là đẹp nha anh em đó, mặt trắng ha thùng là thùng đen nha anh em nha mặt trắng thùng đen ha dòng này bát nó đánh rất là uy lực anh em nha bát nó đánh trầm sâu lực nha anh em gân của nó là gân rất là to gân rất là to và cũng khá là cứng nha anh em nha khá là cứng gân là gân zin nha anh em gân này là gân zin tại cái gân súp thì nó khá là dày cho nên là cái tuổi thọ của nó thì cũng rất là cao và cái gân này hiện tại thì còn còn rất là tốt anh em gân này hiện tại thì còn xài rất là tốt nha gân này anh em mình xài vivo luôn ha đó và tất nhiên rồi lo súp thì nó sẽ bắt tám ốc nha anh em nó cho nó cái thùng nó thiệt là kính ha đánh nó sẽ im nha anh em nha đó đây thùng vách em nói thì khá là vuông vức nhìn khá là đẹp ha mặt lưới của em nói đây nha anh em nha ba con súp của Bon Audio nha anh em nha đó. đây Bon Audio ha và đây là mặt lưới nha anh em nha mặt lưới mặt lưới này thì được làm bằng khung nhựa cao cấp nha anh em nha chất liệu nhựa này thì rất là dẻo ha đó. thì cái lưới này thì anh em mình nếu mà dơ thì anh em mình có thể giặt rất là dễ dàng và hiện tại thì lưới về rất là đẹp nha anh em nha Lưới về rất là đẹp Đó, Cái này chỉ lao sơ thôi là cực kỳ đẹp rồi Không cần phải giặt đâu anh em nha Và đây là cái mặt bát đây anh em nha Mặt bát đây đó, gõ thôi là bát nó ra như thế này rồi nè anh em nha đó. thì những nơi dòng này thì anh em mình karaoke trong phòng khoảng chừng 25 tới 30 mét vuông là cực kỳ là phê nha anh em nha đó anh em mình sẽ đang sử dụng những cặp lo karaoke ha đó, nhưng mà cái tiếng sub tiếng trống của nó cái tần số trầm nó xuống chưa có đủ uh, sâu và cái tiếng lực á, tiếng bát đó, chưa có đủ lực thì anh em mình ca nó khá là khó ca ha thì anh em mình hỗ trợ thêm một con súp điện như thế này vào thì cái giải trầm nó đáp ứng rất là tốt giúp cho anh em mình karaoke cái tiếng trống nó lực hơn thì anh em mình ca thì cảm thấy là nó dễ dàng hơn anh em nha chứ ca mà bát yếu quá thì nó cũng khó ca ha nữa đây và để em quay mặt sau cho anh em mình xem nha Hùng vách thì khá là đẹp nha anh em à, ba con lo súp mỹ nha anh em nha súp mỹ thì đằng sau đây thì em nó sẽ có dây nguồn dây nguồn zin nha anh em nha dây nguồn zin đó và dòng này là điện 110 tới 120 v nha anh em nha dòng loa sub mỹ nồi ha đó lo sub uh, này thì nó sẽ có tín hiệu đầu vào là anh em mình vào bằng rắc hoa sen nha anh em nha, nha thì cái này anh em mình có thể lấy tín hiệu hoa sen từ bất cứ đâu ha mà nó có cái ngõ ao á thì anh em mình có thể lấy được ha anh em mình lấy ngõ ao từ âm uh, ly hoặc là những con lọc hay là những con văn số năng tiếng gì đó ha miễn sao nó có cổng like ra thì anh em mình in cái cổng súp vào đây thì cái này nó có hai cổng nhưng mà anh em mình nếu mà anh em mình lấy từ những ngõ súp trên vang thì nó chỉ có một cổng súp thôi thì anh em mình chỉ cần cắm một cổng thôi là được nha anh em nha đó, cắm một cổng thôi là được ha và đây là cái nút volume nha anh em nha volume và bên đây là nút cắt tần số nha anh em nha. À, lúc cắt tần số tám à, 80 tới 160 nha anh em nha. Con này thì tiếng trầm nó đánh rất là tốt ha. Đó. Đây anh em. Tem ha. Đó. Và đây là bộ phận bo mạch của em nó. Thì ở đây á em nó sẽ có cái cọc tín hiệu input nha anh em nha. Input nó một dãy này nha. Input á, là anh em mình lấy tín hiệu trực tiếp từ ampli hoặc là men đẩy thì khi mà anh em mình lấy cái tín hiệu ngõ ra lo của ly hoặc là men đẩy anh em mình truyền vào đây Thì nó bên trong này nó sẽ có cái mạch xử lý và mạch công suất để đánh cho con súp này rồi Thì anh em mình lấy tín hiệu từ ngõ ra lo của anh em mình câu vào đây thì nó chỉ lấy tín hiệu thôi nha anh em nha Nó chỉ lấy tín hiệu thôi chứ nó không có ăn công suất của ly cho nên là anh em mình yên tâm vấn đề này nha Tại vì cái mạch bên trong con súp này thì nó đã có cái mạch phù hợp để mà đánh cho cái bát súp 25 này rồi nha anh em nha. Đó cho nên là nếu như mà anh em mình lấy từ ngõ ra lo âm ly hoặc là men đẩy anh em mình truyền vào đây thì nó chỉ lấy tín hiệu nó cho vào đây để nó xử lý và nó cho ra âm thanh thôi. Tại bên trong này nó đã có công suất rồi nha anh em. Anh em mình yên tâm vấn đề này nha. Đó. Và đây thì nó sẽ có đèn nguồn ha. Và ở đây nó sẽ có một cái công tắc nha anh em nha. đây là công tắc ốp này ha và on nha anh em. On là nằm túi ở trên ha, là anh em mình mở luôn. Đó là on ha còn ở trứng giữa là auto nha anh em nha ô tô là có tín hiệu thì nó sẽ nó sẽ hát còn không có tín hiệu thì nó sẽ tắt nha anh em nó là nút ở trứng giữa ha gạt xuống luôn là tắt ha và mở lên luôn là nó on nha anh em thì anh em mình có thể để ngay trứng giữa này thì anh em mình cấp tín hiệu vào ha thì anh em mình mở văn số lên đó thì nếu như mà anh em mình lấy tín hiệu từ văn số thì anh em mình mở văn số lên thì con sắp này sẽ tự động hoạt động luôn nha anh em nha đó volume lớn nhỏ ha và đây là nút cắt tần số ok và một cái rất là quan trọng trên cái con shop này nha anh em nha và nó cũng cực kỳ đơn giản khi mà anh em mình hiểu nó còn nếu như mà nó cực kỳ là có hại nếu như mà anh em mình không hiểu vấn đề này thì ở đây nó sẽ có một cái nút pha nha anh em nha thì khi mà anh em mình câu cái mẫu lo siêu trầm này vào cái bộ lo của anh em mình rồi mà một khi mà anh em mình bật cái trầm này lên anh em mình vặn âm lượng lên thì anh em mình cảm giác cái bát nó yếu đi thì tức lúc đó là nó đang bị lệch pha nha anh em nha lúc đó là nó đang bị lệch pha với lại cái lo full hoặc là lo nằm của anh em mình thì cái tiếng trống nó sẽ bị giảm thì anh em mình chỉ cần gạt cái nút pha này ha thì cái tiếng trống nó sẽ đồng pha với cái loại lo full hoặc là lo nằm của anh em mình thì lúc đó cái tiếng súp nó và tiếng bát nó mới quy lực được nha anh em nha còn nếu như mà anh em mình mở lên mà nghe cảm thấy cái tiếng bát của nó yếu hơn khi anh em mình mở súp lên á nghe cái tiếng bát nó yếu hơn thì tức lúc đó nó đang bị lệch pha thì anh em mình chỉ cần gạt cái nút này thôi nha anh em nha đó thì cái này rất là đơn giản anh em mình chỉ cần mở lên và anh em mình gạt thôi nếu mà đồng pha thì tiếng bắt nó sẽ tự động nó uy lực lên thôi nha anh em còn lệch pha thì tiếng bắt nó sẽ yếu đi nha đó cái nút này thì nó cũng khá là quan trọng nha. Anh em mình chơi súp điện á, thì lưu ý cái chỗ này giùm em nha anh em ha. Rồi ok, tổng thể mặt sau thì em nói chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì em đã hướng dẫn chi tiết cho anh em mình rồi. Anh em mình mua về thì anh em mình rất là dễ dàng đấu nối với những con lôi súp điện như thế này nha anh em nha. Những con lôi súp điện như thế này thì đấu nối cực kỳ là đơn giản rồi, không có gì là khó khăn hết nha anh em. Rồi, à, anh em mình xem có nhu cầu thì liên hệ với em nha, để em mở luôn cái lưới uh, bên đây cho anh em mình xem ha, đó. À, và em xin báo giá luôn nha. Giá cho con súp uh điện um, Mỹ ha, sub Mỹ 25 này thì giá là 5 triệu 6 một con nha anh em nha, giá 5 triệu sáu một con. Anh à, em mình có nhu cầu thì liên hệ với em nha. 5 triệu 6 một con nha anh em. Đó, rất là đẹp nha anh em nha. nó mặt lo thì cực kỳ đẹp luôn ha. Mặt màu trắng nha anh em, mặt màu trắng gần là gần zin hot nha, gân zin hot Và gân này thì hiện tại còn xài rất là tuyệt vời Cho nên là anh em mình không cần phải uh, thay gân nha Gân này còn xài rất là lâu nữa nha anh em cái này còn rất là tốt ha, nó còn rất là ngon, đánh rất là tốt luôn ha, lỗ hơi ở phía trước, anh em nha, nó khá là đẹp, hàng nguyên viên, anh em nha, nguyên riêng hát tốt, anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em ha, giá là em xin báo lại nha, giá là 5 triệu sáu một con ha, năm triệu sáu một con, em có ba con, anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em sớm nha và clip của em cũng xin được uh, kết thúc tại đây ha xin chân thành cảm ơn em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của em mình ra để xem clip muốn hỏi em nha rồi em xin chào tất cả em mình và hẹn gặp lại tất cả em mình trong một clip tiếp theo ha rồi em xin chào và hẹn gặp lại